Thu mến chào quý vị đến với kênh Thu Trần Tiền Giang. Năm mới, Thu mến chúc quý vị một năm mới tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thật nhiều mạnh khỏe, thật là vui vẻ, hạnh phúc triền miên. Hiện tại Thu đang có mặt tại thị trấn Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thu mời quý vị cùng đi xem chợ hoa với Thu nha. Xem chợ hoa ngày Tết như thế nào, Thu kính mời quý vị cùng xem với Thu. Thu chân thành cảm ơn quý vị thời gian qua đã ủng hộ kênh của Thu và đồng hành với Thu. Thu chân thành cảm ơn thật nhiều. Nhưng vì thời gian qua Thu mất làm cho nên Thu không có thời gian đi quay clip được. Thu cũng mong quý vị thông cảm vì Thu không có đi theo nhóm cưa cây của anh Tùng Vua Khỉ để mà quay được. Thì Thu mất vừa làm vừa quay cho nên Thu quay lạp tạp. Quý vị cũng thông cảm bỏ qua cho Thu. Nếu có quý vị nào đồng ý với Thu quay như vậy mà đồng ý cho Thu quay tiếp thì để lại bình luận phía dưới, Thu sẽ quay tiếp nha quý vị. Nhưng vì đang cưa cây mà Thu quay nhiều cảnh khác nhau quá, Thu sợ quý vị không đồng ý cho nên Thu tạm thời ngưng. Nhưng có một số người nói sao Thu không đi quay nữa cho nên Thu quay lại. Nhưng mà Thu quay là nhiều cảnh và nhiều trường hợp chứ Thu không có quay đặc biệt một tiêu đề nha. Nếu quý vị có đồng ý cho Thu quay tiếp thì xin để lại bình luận phía dưới cho Thu có động lực để quay tiếp nha quý vị. Thu cũng rất biết ơn quý vị đã ủng hộ kênh của Thu. Kênh của Thu thì mới có đủ người đăng ký và mới được mở pin thôi. Nhưng vì hoàn cảnh của Thu cũng không được tốt lắm cho nên Thu phải đi làm, cho nên Thu không có đủ điều kiện để theo anh Tùng nhóm Vua Khỉ miền Tây để quay, cho nên Thu tạm thời ngưng một thời gian. Còn nếu mà quý vị đồng ý cho Thu quay như Thu gặp cảnh gì thì Thu quay cho quý vị xem, thì quý vị để lại bình luận phía dưới, Thu sẽ Thu tới đâu thì Thu quay tới đó cho quý vị xem, chứ không có một chuyên đề cưa cây nha. Nếu đồng ý thì để bình luận phía dưới, Thu sẽ quay tiếp. Cái này chợ hoa đó quý vị, này hoa lan, nhưng rất là nhiều loại lan cho nên Thu không biết tên hết, cho nên Thu chỉ quay hoa đẹp cho quý vị xem thôi. Chợ Tết rất là nhộn nhịp. Hôm nay là ngày 29 Tết, Thu mới được về quê. Trên đường Thu về quê thì Thu có đi ăn Mỹ Tho. Thu thấy hoa đẹp quá, Thu quay cho quý vị cùng xem. Vì một thời gian qua thì Thu mất làm tối mũi cho nên là từ sáng tới chiều cho nên Thu không có thời gian để đi quay. Nhưng cái kênh này của Thu thì Thu gây dựng cái kênh được cái kênh này thì cũng rất là vất vả. Cho nên Thu cũng muốn giữ kênh này. Nhưng mà vì Thu cũng muốn đi làm nữa, cho nên không thể được cả hai. Nhưng mà nếu mà quý vị có đồng hành với Thu, Thu đi tới đâu thì quay cho quý vị xem tới đó thì Thu sẽ cố gắng để làm. Chứ còn nếu mà đi chuyên một mục tiêu đề là cưa cây không thì Thu không có đi được. Thu cũng mong quý vị thông cảm với Thu nha. Nếu mà có ai thích xem dép của Thu thì xin để lại bình luận phía dưới để làm động lực cho Thu quay tiếp luôn quý vị. Tại vì vừa công việc làm mà vừa quay nữa, hai cái nên Thu cũng khó xử và khó chọn lắm. Cho nên Thu cũng có cái khó của Thu. Thu mong quý vị thông cảm nha.
Thu định là tới hết năm nay là tới năm mới này thì Thu nghỉ làm, Thu đi quay rồi. Nhưng Thu chưa có nghỉ được, cho nên Thu chưa có đi quay được thì thôi. Thu tính đi cũng như Thu trong thời gian Thu đi làm, hoặc là những ngày giờ rảnh thì Thu đi quay được gì thì quay thôi. Chứ anh Tùng nó thì ảnh đi quay rất là xa, ảnh đi cưa rất là xa, có khi mấy trăm cây số nữa. Cho nên Thu không thể bỏ việc làm mà đi quay được. Thu cũng rất buồn, nhưng mà mỗi người thì mỗi việc và mỗi nhà thì mỗi cảnh. Cho nên Thu cũng mong quý vị thông cảm cho Thu và hiểu cho Thu. Đôi khi thì Thu cũng chưa có gành bên quay này, Thu cũng còn dở, cho nên Thu quay có nhiều cái cũng không có hay lắm. Quý vị cũng vào xem và ủng hộ Thu, Thu rất biết ơn và Thu cảm động. Có nhiều người hỏi mua kênh của Thu, nhưng kênh của Thu có nhiều kỷ niệm lắm, cho nên Thu không thể bỏ kênh được. Cho nên dù cho quý vị không ủng hộ Thu thì Thu cũng không bán kênh này, vì Thu để đó đi nhìn, vì có rất nhiều kỷ niệm trong cái kênh của Thu. Có nhiều bạn bè của Thu đóng góp cho Thu, anh em của Thu đóng góp cho Thu, những kỷ niệm không thể quên được, cho nên Thu không thể bỏ kênh. Thu cũng mong quý vị thông cảm cho Thu. Những người hỏi mua kênh của Thu thì cũng đừng có buồn, vì cái gì cũng có kỷ niệm của nó. Dù cho Thu kênh của Thu không phát triển được, nhưng Thu cũng muốn giữ nó để làm kỷ niệm. Thu cũng mong các bạn vô hỏi mua kênh của Thu thì đừng có buồn Thu nha. Dù như thế nào, dù Thu không quay được hoặc là kênh của Thu không phát triển được, Thu cũng không bán kênh, Thu để đó chứ Thu không bán. Thu bán kênh cũng như là Thu bán những tình nghĩa đã dành cho Thu thời gian qua. Rất là nhiều anh chị em, bạn bè của Thu đã giúp Thu. Thu không thể bán nó được. Dù thế nào Thu cũng giữ nó mãi mãi. Thu cũng chúc quý vị một năm mới tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như giọt cà phê nhỏ giọt nha quý vị. Một năm mới thành công lớn, thắng lợi lớn nha. Trước hết thì thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe mới có đủ sức khỏe để mà làm ra thành công. Hoa này rất là đẹp. Thu thích nhất là hoa trang, hoa lan và hoa giấy này. Còn hoa nhãn thọ thì Thu thích cúng nhất là hoa nhãn thọ và hoa huệ. Hoa nhãn thọ để cầu cho cha mẹ sống thọ với mình. Còn hoa huệ thì Thu cầu cho Thu được trí huệ thông minh, vì Thu quá khờ. Thu không có được thông minh như mọi người, cho nên Thu thích Thu được thông minh hơn. Cho nên Thu thích cúng hoa huệ. Quá trời bánh cứu hòa luôn. Trời Tết thật là nhộn nhịp. Vì Thu không có bên lĩnh vực này, cho nên Thu chỉ quay cho quý vị xem và lên tâm sự với quý vị thôi. Chứ còn những thứ hoa và những các loại quà bánh thì Thu không biết đường giải thích đâu nha. Tại vì chợ Tết Thu đi là Thu không có tìm hiểu rõ lắm. Nhưng nhất định năm sau Thu sẽ tìm rõ hơn và giới thiệu cho quý vị từng loại hoa.
Thu sẽ cố gắng hơn. Nếu mà Thu quay thì Thu gặp chùa, Thu quay chùa. Thu gặp trái cây, Thu quay trái cây. Thu gặp chợ, Thu quay chợ. Nói chung là nếu bây giờ Thu đi quay tiếp thì Thu đi quay như gặp câu cá là Thu quay câu cá, gặp gu ve mút thì Thu quay gu ve mút, hoặc là gặp xạ lúa thì Thu quay xạ lúa, chứ Thu không có quay gặt ghi một chủ đề. Nếu mà quý vị có hương Thu, muốn Thu đi quay tiếp cho quý vị xem cùng đồng hành với Thu, thì Thu xin quý vị để lại bình luận phía dưới giúp Thu, cho Thu có động lực làm tiếp nha quý vị. Vì Thu cũng có khó khăn của Thu. Nếu quý vị để bình luận phía dưới thì là động lực của Thu để Thu vượt qua lúc này nha. Đồng hành với Thu thì để cho Thu đủ nghị lực để vượt qua lúc này. Thu thì không có văn nói nhiều, vì Thu không có khéo như người ta, không có biết cách nói chuyện, cho nên quý vị cũng thông cảm với Thu. Thu nghĩ sao Thu nói vậy thôi, có đôi khi không có được hay lắm. Thật thà chăn chắc chứ không có biết nói những lời ngon ngọt, cho nên Thu không biết khéo nói. Thu nói hơi ngập ngừng và Thu rất là sợ. Nhưng vì nếu bây giờ mà quay mà không có tiếng nữa và Thu không nói chuyện nữa thì rất là buồn, cho nên Thu nói chuyện với quý vị cho vui. Chứ còn quay như vậy, quay chợ như vậy thì Thu đâu có dám để tiếng đâu. Nếu để tiếng thì lỡ anh chị cô bác có chửi thề thì phạm vô điều vô tức thì Thu sẽ mất kênh. Cho nên Thu không dám để tiếng. Cho nên Thu đành nói chuyện với quý vị cho vui nha. Rất là đẹp quý vị. Cây lộc rất là đẹp. Ở đây là gần cầu quay của Mỹ Tho nha quý vị. Cầu quay của tỉnh Tiền Giang, Mỹ Tho. Nếu Thu nói có sai thì quý vị cũng hãy để lại bình luận phía dưới giúp Thu nha. Vì lâu lắm rồi Thu không có lên clip và Thu cũng không có quay một clip nào cả. Nhân dịp Thu về quê, Thu thấy hoa đẹp quá, Thu quay cho quý vị xem. Nếu quý vị đồng hành ủng hộ với Thu thì để phía dưới Thu sẽ quay. Thu đi tới đâu Thu quay cảnh tới đó cho quý vị xem. Tại vì nếu đang quay cưa cây mà quay qua bên kia thì Thu sợ quý vị không ủng hộ Thu á. Thu bỏ thời gian đi quay cực lắm, nhưng quý vị không đồng hành với Thu thì Thu buồn lắm. Thu mặn rồi trong thời gian rất là mệt, nhưng mà Thu cố gắng để đi quay. Nhưng mà nếu quý vị mà không ai ủng hộ Thu thì Thu thấy buồn lắm, không có động lực để quay nổi. Có người mua hoa rất là nhiều quý vị, nhà nào cũng mua hoa hết. Bây giờ Tết mình đi vào nhà không có nhà nào mà không có hoa. Thấy hoa cũng như là thấy một niềm vui gì đó, một hạnh phúc. Và biết một năm mới đã đến với mình thêm một tuổi nữa.
Một lần nữa Thu xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh của Thu và đồng hành với Thu. Thu chân thành cảm ơn thật nhiều. Và nếu quý vị thích Thu quay nữa thì để lời bình luận phía dưới giúp Thu nha, sẽ là động lực của Thu để Thu đi tiếp. Để lại bình luận phía dưới giúp kênh của Thu nha. Giờ hãy hiểu cho Thu, vì vừa làm vừa đi quay, Thu cố gắng thôi chứ Thu không có thời gian để đi quay. Nhưng vì Thu đam mê lắm, thôi thời gian cũng có hạn, Thu cũng xin kết thúc video ở đây. Thu cảm ơn tất cả quý vị khán giả trên khắp miền đất nước đã ủng hộ kênh của Thu và đồng hành với Thu. Thu chân thành cảm ơn thật nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại video sau của Thu nhé.